close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Lê Minh Vlog của mình nha. Ngày hôm nay thì mình với thằng Đua, em mình mọi người, là có mua được con vịt. Nãy mua mấy ký đua? 3 ký 7. Con vịt này là 3 ký lô 7 nha mọi người. Hôm nay thì anh em mình sẽ tổ chức một cái buổi nướng quay con vịt ở đây. Thì đây là cái thanh tre mà tí nữa để mình dùng, mình xiên con vịt qua rồi mình quay nha mọi người. Và cái món ngày hôm nay thì tụi mình sẽ làm vịt nướng với mắm tôm nha, một món đặc là rất là đặc biệt luôn, có nghĩa là từ xưa giờ chưa ai làm, không phải không? Có ăn lần nào chưa? Chưa. Rồi anh em mình sẽ làm món vịt nướng mắm tôm và cùng thưởng thức với mọi người nha. Mọi người nhớ theo dõi hai anh em mình và đừng quên nhấn cho anh em xin một like, và nếu như chưa đăng ký thì nhớ đăng ký kênh để theo dõi những clip tiếp theo của mấy anh em mình nha. Bây giờ thì mình với anh Đua sẽ bắt đầu xiên con vịt qua cây tre và chuẩn bị nướng nha mọi người. We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. And on. Tiếp theo thì mấy anh em mình sẽ dùng gom này để thui con vịt trước nha các bạn. Ở bên đây. Mình sẽ thui cho nó vàng vàng trước nha. Nó lớn rất là nóng nha các bạn. Nhưng mà để làm cho cái món vịt nướng ngày hôm nay nó ngon á là mình phải tỏi. Quá trời thối rồi. Để cho cái món vịt nó được ngon là mình phải thui nó với gom trước nha mọi người. Và cái mùi khói của gom á nó làm cho cái hương vị của con vịt rất là đặc biệt luôn. Người thấy khi anh em mình thui con vịt thì nó vàng như thế này nè, và đặc biệt nó thơm mùi gom rất nhiều luôn, đúng không Đua? Bây giờ thì mình sẽ dùng lá xả mình á, mình sẽ chùi con vịt như thế này nha. Và khi chùi xong á thì mọi người sẽ cảm nhận được một cái hương vị rất là đặc biệt của xả này luôn. Tiếp theo thì mình sẽ cho vô cái con vịt này một ít xả nha mọi người, cho nó thơm. Đây thằng Đua đi kiếm thêm một mớ xả nữa, sau đó mình sẽ đập dập và mình nhét vô con vịt nha mọi người. Mình sẽ quay chung với xả như thế đó. Thì xả nó làm cho con vịt rất là thơm luôn. Mình sẽ nhét thêm xả vô nha các bạn. Nhét như thế này. Đó. Và tí nữa thì mình sẽ quay với than nha. Mình sẽ bỏ than lên đây. Mọi người nhìn thấy nè, con vịt này tới 3 kg 7 lần nha. Hôm nay sẽ là một cái món đặc biệt đó, đúng không? Quá đặc biệt luôn. Nãy mình có chuẩn bị sẵn á mọi người, mình đốt cho nó chín sẵn. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ vô và mình bắt đầu quay con vịt này nha.
thấy là đây là chén mắm tôm mình đã chuẩn bị nha. Bây giờ thì mình sẽ, mọi người có thể nhìn thấy con vịt mình đã gần chín rồi nghe mọi người, mở nó ra rất là nhiều luôn. Bây giờ thì mình sẽ cứ khứa nó ra, sau đó mình sẽ cho một cái lớp mắm tôm lên nha. Ủa cái da nó giòn rồi đó. Quá. Lật cái bụng lại luôn, lật bụng lại luôn. Đây mọi người nhìn thấy nè. Quá xuất sắc. Bây giờ thì mình sẽ cho lên đây một lớp mắm tôm nha. Đây là phần mắm tôm mình đã chuẩn bị nè. Đây mình vừa quét xong một cái lớp mắm tôm mà nhìn con vịt nó rất là kỳ lạ luôn nha mọi người. Mà mắm tôm mà mình đem đi nướng có cái mùi rất là, nói chung là nó khó chịu luôn á. Nhưng mà nhìn con vịt thì nó rất là hấp dẫn luôn. Bây giờ thì mấy anh em mình sẽ tiếp tục quay con vịt này cho nó chín, sau đó cùng mời mọi người thưởng thức với mấy anh em mình nha. Khoảng 2 tiếng rưỡi đồng hồ thì mình với thằng đua đã quay chín con vịt rồi nha mọi người. Bây giờ thì rất là thơm luôn, đưa anh mượn cái đua. Đây, camera quay lại xích cho mọi người nhìn thấy nè. Đó. Rất là hấp dẫn luôn nha các bạn. Và nó có một cái mùi vị rất là đặc biệt của mắm tôm luôn. Thì hôm nay mình với đua cũng sẽ ăn với mắm tôm luôn nha các bạn. Ở đây thì mình có chuẩn bị thêm một ít rau sống, bún, bánh tráng, khóm và dưa leo để ăn kèm với cái món vịt ngày hôm nay nha. Giờ đua ăn gì trước nè? Xem miếng ức đi. Ức hả? Này phải không? Cầm đây. Đó, cho mọi người thấy rồi, quá hấp dẫn luôn. Chấm với mắm tôm nha. Quá hấp dẫn nha mọi người. Mời tất cả mọi người nha. Đây mình cũng mời mọi người luôn nha, chấm miếng mắm tôm nè. Mình để trên lò mình nướng vậy nè, mình vừa ăn mình vừa quay nó thì cho nó nóng nha các bạn. Da vịt rất giòn, thật là mềm và đặc biệt có mùi mắm tôm rất là đặc biệt. Nó rất là mọng nước luôn. Giờ thử cái cánh lên. Mình lý do mình để trên lò mọi người, nó còn nóng cho nên là hơi khó ăn tí nha. Đừng lật qua. Nhưng mà ăn như thế này thì nó rất là ngon nha. Đó. Ok đó. Đó. Đây, mời mọi người ăn với cái cánh với mình nha. Nó thơm cực kỳ luôn. Cái lớp mắm tôm bên ngoài mọi người, nó thấm vô con vịt. Vịt thì mình không có ớp vậy cho đúng không? Mình nướng ngoại luôn, nhưng mà mình có lớp mắm tôm bên ngoài á, nó làm cho cái hương vị con vịt nó rất là vừa ăn luôn nha. Hơi mặn mặn, nhưng mà rất là vừa ăn luôn.
Đây. Làm thêm miếng rau sống nữa. Làm nhiều miếng sống nè. Ngon chưa? Quá ngon. Thịt rất là ngọt luôn, mỏng ngớt, cực kỳ. Đây là lần đầu tiên mình quay con vịt như thế này luôn á. Và cũng là lần đầu tiên làm món vịt chấm với mắm tôm luôn. Quay lần đầu tiên rất khá là thành công. Từ nhỏ tới lớn đây là lần đầu tiên mình đi quay một con vịt như thế này. Và lần đầu tiên mình cảm thấy là rất là thành công luôn nha các bạn. Nãy mình làm mình có hơ qua đó, mọi người, cho nên là nó thơm mùi khác của gom á, rất là đặc biệt đúng không? Nè bây giờ gói thử một cuốn ăn ngay đồ, cắt miếng bự bự á, ăn cho đã, gà nóng quá, nè nè nè, gấp gấp. Rồi cho dao bọng rồi lên gói cuốn chấm với món tôm cuốn đồ các kiểu. Rồi đầu tiên cho miếng dao lên nè, để tiếp là bỏ cục thịt vịt lên nha, một miếng khóm, miếng dưa leo, mời mọi người nha, một miếng bún. Ăn như thế này thì nó mới văn giả nha các bạn. Gói là như thế này. Sau đó mình chấm với mắm tôm nha. Đây, mời các bạn nha. Phải nói là rất hương vị mắm tôm rất là ngon hay đua ha. Giống như là mình ăn thịt luộc mình chấm với mắm tôm, mắm nêm rồi các bạn. Thì hôm nay mình làm vịt mình vừa nướng như thế này, mình vừa chấm mắm tôm á, nó rất là đặc biệt luôn. Có ok các bạn. Dạ. Đây mọi người thấy đùi nè, tặng đùi cái đùi nè, đặc biệt luôn. Mọi người nhìn thấy là nó chín rồi nha, nhưng mà cái xương nó vẫn còn lòng đào nha mọi người. Và như vậy thì con vịt ăn nó rất là ngọt luôn. Bạn ăn cái đùi với mình nha. Đây, thịt nó chín rồi nhưng mà nó vẫn còn lòng đào nha. Như vậy thì nó rất là ngọt nha các bạn. Quá ngọt luôn. Làm cái giò vịt đây. Đây là một trong những cái món mà mình cũng rất là thích luôn, giò vịt. Bữa nay mình có khách mời của mình là con Lu nha các bạn. Đây nè. Nhìn tao. Nè. Ok, thì nãy giờ mình với anh Đua, hai anh em mình cũng đã ăn hết gần 1/3 con vịt rồi nha các bạn. Bây giờ thì hai anh em mình sẽ mời camera và mấy đứa em của mình vô ăn chung nha. Mọi người nhớ đăng ký kênh và like cho mình một like và theo dõi những clip tiếp theo của mình để anh em có động lực làm thêm nhiều clip hay hơn để gửi đến tất cả mọi người nha. Bây giờ thì mình sẽ mời mọi người vô cùng thưởng thức với mình cái món vịt nướng nướng gì đó, nướng mắm tôm ngày hôm nay nha. Đây là mợ mình đây mọi người, đây là hai đứa em của mình. Cả nhà nghe, ở này nãy giờ ngồi ngoài thấy hai anh em tôi ăn tự nướng miếng tự giờ không dám nè. Đây là Thư, Chốt. Bây giờ thì
giờ tới lượt mợ của mình và mấy đứa em. Và thằng Đua sẽ thưởng thức cái con vịt ngày hôm nay nha mọi người. Camera vô luôn, camera. Camera nãy giờ ngồi ngoài là nuốt miếng ực ực luôn. Ăn miếng nào sắc miếng đó nó mới ngon. Nè cắt để ở đây nè, rồi đứa nào ăn gói vô chấm mắm nêm ngon lắm. Đây ngon thơ. Ngon, đối với mình mắm, nói với người ta mắm tôm là nó không bị ngon, rồi đối với mình là rất là ngon, tuyệt vời nha mọi người. Sao bữa nay không vào quay clip chung với anh với anh hai? Nay do mình hơi mệt nên mình không quay nha mọi người. Mình thông cảm để đợi clip sau mình sẽ quay với mọi người nha. Ok luôn. Nhớ nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ tụi mình nha. Rồi tụi mình sẽ có nhiều động lực để ra clip sau nha. Cảm ơn tất cả mọi người nhiều nha. Mời mọi người nha. Kiều Biêu thịt vịt ơi. Thịt vịt rất là mỏng nước nha mọi người. Thịt da thì dai dai nữa. Mắm tôm thì sao? Mắm tôm thì hết sảy, ăn vô là tuyệt vời luôn. Không ai ăn cái gì vậy? Ok, cảm ơn tất cả mọi người đã xem clip của mình đến bây giờ nha. Nhớ nhấn like, đăng ký kênh, đặc biệt là chia sẻ clip để ủng hộ anh em mình có động lực làm thêm nhiều clip hay hơn nha. Bây giờ thì xin chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở clip tiếp theo nha.